Em xin giới thiệu hai cái loại ke máy mà bên em mới nhập về. Đây là hai dòng mà bên em nhập trực tiếp từ nhà máy, chứ không phải là hàng gia công ở trong nước. Nó được cắt laser và khắc laser vân chìm ở trên thân thước, khắc màu. Về chiều dài thì của cái loại 45 này thì chiều dài của nó mỗi một cạnh thì nó là 16,5 cm. Còn cái loại 90 này thì một chiều của nó là 13 cm và một chiều của nó là 10 cm. Đây, vật liệu của nó đều là bằng thép không gỉ, rất là tiện lợi cho các anh em để trong việc cây góc căn chỉnh máy. Về độ dày của nó, em đo độ dày của nó là rơi vào 4.2 mm ạ.